Hello, xin chào tất cả anh em, tôi là Trịnh Mạnh. Chào mừng anh em lại quay trở lại với channel của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ làm một video về ẩm thực. Và tôi sẽ dùng bát mắm tôm này. Đây là mắm tôm nha anh em. Tôi sẽ dùng tất cả những thứ tôi mua được sáng hôm nay để chấm với bát mắm tôm này. Nếu anh em muốn biết tôi thực hiện video này như thế nào thì hãy xem tiếp video này nhé. Còn bây giờ, theo tôi. Ok anh em ạ, thì đây là tất cả những gì mà sáng nay mình đã chuẩn bị được. Thì đây, có bánh mì nè, xúc xích nè. Đây là cái bánh gì mình không rõ. Đấy, hàng ngày thì mua có bim bim, chả bút này anh em. Còn đây là trái cây, táo, xoài. Đây là quả roi, ở mình gọi là quả bồng bồng. Thế bây giờ mình sẽ chấm tất cả những thứ này với bát mắm tôm huyền thoại này để xem cảm giác nó như thế nào. Ok, thì bây giờ anh em mình bắt đầu thôi. Một cái vị mà rất chỉ là khó chịu nha. Vừa có vị chua, vừa có vị nồng của đắm tôm này. Ăn bim bim rồi cảm thấy nó dễ nuốt hơn, giống như kiểu nó hòa quyện cái vị hơi mặn mặn của bim bim ấy. Mà tôi nghĩ là mắm tôm này hơi mặn thì phải, thì như khi nãy tôi quên câu cho mì chính thì phải. Không sao, tôi muốn ăn nó nguyên chất mà. Thì ngày mình chấm với táo thì chắc chỉ có nước thôi, có nước lắm nhỉ. Bây giờ tôi sẽ chuẩn bị cho anh, đây là bằng nhé.
khó chịu của anh em, tôi không thể nuốt được. Tôi nghĩ là bắt mắt tôm này nếu mà chấm với các loại hoa quả của anh trên bàn của tôi có thì có thể nó sẽ không tốt. Có thể là sẽ rất chi là khó nuốt. Nên các bạn cũng là đừng làm cho tôi nhé. Tôi chỉ làm video để với mục đích để giải trí cho anh em thôi. Tim mày sẽ tốt hơn OK anh em ạ, thực sự thì mình mới vào nhà vệ sinh nôn một trận sấp mặt luôn. Thật sự là rất khó nuốt, rất khó ăn. Cảm giác nó không sung sướng được các bạn ạ. OK thì video này mình chỉ làm với mục đích giải trí để cho anh em xem vui thôi, chứ không khuyến cáo anh em làm theo nhé. Nếu anh em thấy video này hay hãy cho một like, share, đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của mình. Nhớ comment bên dưới những ý tưởng hay nhé. OK, còn bây giờ bye bye.